Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đến với channel của mình. Là HT đây. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi Ultimate Fujin. Anh em có biết lý do tại sao hay không? Bởi vì ở thời điểm hiện tại, module thì vẫn chưa quay trở lại với phiên bản chính thức của trò chơi. Mà khi mình chơi thử cái con này, Fujin này, thì mình đã thấy nó lại bá đạo trong cái thời điểm mà rất là nhiều robot gặp khó khăn thì Fujin lại dễ chơi hơn. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta không thể sử dụng module được nữa thì đồng nghĩa với việc là những cái module xuyên khiên sẽ không thể sử dụng. Và chính vì thế mà nếu muốn tấn công được con Fujin này thì bắt buộc là phải đục cái khiên của nó, hoặc là sử dụng những con robot có khả năng áp sát, cũng như là những con robot có khả năng nội tại xuyên qua được khiên năng lượng. Ví dụ như là có con phi công của con Bad Feeder hay gì đó, hoặc là con Crisis chẳng hạn. Đấy, thì một phần nào đó thì nó cũng đã giúp cho cái con Fujin này trở nên mạnh hơn khi mà không có module xuyên khiên. Một phần thì khi mà không thể sử dụng module lẫn RA thì rất là nhiều robot gặp cái trường hợp chính là bị hết máu. Và đa số thì sẽ phụ thuộc vào cái khả năng, đó chính là thở máy hoặc là khả năng là người tạo kỳ tích chẳng hạn. Đấy, thì đối với Fujin ở đây thì mình đang có là con Ultimate Fujin ở level MK3. Thì với cái cấp độ này thì sẽ cho phép mình tăng tốc 20% tốc độ khi mình kích hoạt kỹ năng. Và với mỗi lần kích hoạt kỹ năng như vậy thì mình sẽ được khôi phục 20% sát thương xám, độ bền xám lẫn độ bền máu thường. Thì độ bền máu thường của mình nó sẽ hồi heo, kiểu là cái khiên bổ sung thêm. Ở đây thì nó không có ghi, nhưng mà mình nhớ đâu đó là khoảng 100 mấy chục k độ bền khiên ấy. Và với cái con phi công là Seeker này thì mình trang bị cho con Fujin sẽ giúp cho mình có khả năng soi được những con robot tàng hình, tránh được những con bò cạp tấn công cận chiến, những con Link, những con Orochi, hay là có thể là sẽ tấn công được Dust nếu như mình đủ sức ha. Và tiếp theo đó chính là tăng 10% độ bền cho Fujin lẫn độ bền khi năng lượng. Thì Seeker nó vừa là drone meta của mùa này, cũng như là nó phù hợp khi mà nó trang bị cho con Fujin luôn. Đấy, hai kỹ năng còn lại thì mình không cần nói, anh em cũng biết rồi, đó chính là áp dụng counter suppression và counter blink, lần lượt là áp dụng giảm sát thương và làm mù khi bị tấn công. Rồi, đến với vũ khí thì mình sẽ trang bị cho nó là Ultimate Hustler và Ultimate Dragoon. Thì với cái bộ vũ khí này thì tầm bắn của nó sẽ là 600m, sẽ giúp cho mình giảm đi cái việc đó chính là cận chiến hơn. Bởi vì ngoài những con robot mà mình kể trên thì có con drone, đó chính là drone Hawkeye dành cho con Raptor, thì cũng sẽ giúp cho Raptor có thể xuyên qua được khiên năng lượng. Nhưng mà đa số những con Raptor thì mình thấy là có thể là nó sẽ chơi vũ khí loa hoặc là vũ khí hút máu là đa số. Mà những cái bộ vũ khí đó thì cái tầm bắn là 500m đến 350m ấy. Cho nên là mình sẽ sử dụng bộ này để mà mình giữ khoảng cách an toàn hơn khi gặp những con Raptor đó, cũng như là khi mà gặp Bad Feeder thì cái khoảng cách để kích skill xuyên khiên của Bad Feeder là 600, thì của mình cũng sẽ là ngang với con Bad Feeder luôn, để mà mình có thể là solo lại được nó ha. Rồi, thì đó chính là cái nhìn tổng thể về module về drone, về vũ khí. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi đến cái phần phi công. Còn khi nào mà có cái hệ thống module thì mình sẽ review cho anh em xem sao nha. Rồi, thì phi công thì đây chính là những cái phi công mình trang bị cho con Fujin. Mình không quá khuyến khích anh em sẽ phải là dùng theo mình, nhưng mà mình dùng như thế này thì mình thấy nó cũng khá là ok ha. Đấy, vì là con Fujin này thì không có phi công Ultimate riêng cho nó, cũng như là một con phi công dành riêng cho robot này, cho nên là mình sử dụng Adrian Chong để mà mình trang bị cho nó nha. Rồi, ok, thì đó chính là những kỹ năng mà mình đang trang bị cho phi công này. Và sau đây sẽ là phần gameplay để xem coi là khi không có module thì Fujin nó có đất diễn hay không nha. Anh em nào có nhu cầu mua được game ở trong web shop thì khi anh em vào trong đây thì khi mua anh em có thể là nhập code NHTWR để ủng hộ cho mình nha. Đấy, thì ở trong này thì nó sẽ bán rất là nhiều cái mặt hàng khác nhau luôn. Và ở đây thì anh em sẽ mua theo kiểu là nhập ID, và khi anh em thực hiện giao dịch xong thì các vật phẩm này sẽ được chuyển thẳng vào cho tài khoản của anh em ha. Ví dụ như mình chọn một cái gói đi, thì ở đây nó sẽ yêu cầu chúng ta là nhập cái hệ điều hành cũng như là nhập ID. Đấy, còn ở đây thì nó sẽ có phần là nhập code, thì anh em nhập cho mình là code NHTWR. Rồi, ở đây thì anh em có thể là nhấn tiếp tục, thì khi anh em nhấn tiếp tục thì anh em sẽ là mua cái gói đó ha. Rồi, đấy, thì có rất nhiều cái gói với những mức giá khác nhau. Và bên cạnh đó thì nó còn có chính là Depoint. Thì Depoint này nó sẽ là cái điểm để mà anh em đổi với các vật phẩm ở trong shop. Và đây cũng chính là cái phần mà khi mà chúng ta mua trong cái web shop thì nó sẽ lời hơn là chúng ta mua ở trong game ha. Đây, ở đây có rất là nhiều cái phần hưởng này. Đấy, Thorium này, token này,
những cái thẻ dữ liệu, và đặc biệt là có cái thẻ Ultimate nha anh em. Ultimate thì đồ rất là xịn luôn, và anh em chỉ việc là anh em mua cái gói trong shop này và anh em tích điểm default mà thôi. Khi đủ điểm thì anh em có thể là đổi lấy được cái thẻ hoặc là những cái vật phẩm khác đấy. Và anh em nào mà có nhu cầu mua mà không mua được hoặc là không thể mua thì có thể là liên hệ qua Discord mình để ở phần mô tả của video để được hỗ trợ và tư vấn giúp mua những cái gói này ha. Rồi ok, còn bây giờ chúng ta vào với phần nội dung của video. Rồi, để mà phát huy tối đa sức mạnh của Fujin, mình sẽ chơi từ chi nhóm luôn, vì đây là dòng robot đi chậm và cũng như là rất là yếu trong những pha giao tranh giữ cột, cho nên là sẽ không phù hợp để chơi chiếm cột móc đâu nha. Thì mình thấy đa số robot Ultimate thì được dùng để chơi ở chế độ thủy chiến nhóm là chủ yếu anh em ạ. Chỉ có những con như là Phantom hoặc là con Bull thì mới có thể là chơi ở chiếm cứ thôi, chứ còn ví dụ như là con Riffin chơi cũng được đấy, hoặc là Fenrir thì nó sẽ chơi được khá là nhiều chế độ đây. Còn con này thì lên cận chiến thì sẽ rất là dễ gặp những con có khả năng là xuyên khiên như Raptor, cho nên là mình sẽ hạn chế hơn đấy. Và với nội tại của Fujin á, thì mỗi lần kích hoạt kỹ năng như vậy không cần phải là bắt buộc là phải giao tranh, bởi vì mình chỉ có ở nhà thôi là mình có thể là farm máu liên tục rồi, không hồi được máu cho bản thân thì cũng sẽ tự tạo ra thêm độ bền khiên cho nó luôn. Nghĩa là nếu như mình kích hoạt kỹ năng càng nhiều thì khiên của mình sẽ là càng nhiều, giống như lúc mình mới review cái con Ultimate Fujin này thì nó đã có cái tính năng này rồi ha. Thì với cái con Seeker thì nó cũng sẽ cung cấp cho mình nhiều độ bền khiên bổ sung hơn đấy. Và với cái độ bền khiên như thế này thì nếu như mà không có xuyên khiên thì máu ảo của mình cũng sẽ là máu thật luôn, anh em có hiểu không? Ví dụ như là bây giờ người ta tấn công mình đi thì nếu như mà người ta không có những cái người chơi khác không có cái xuyên khiên thì cũng giống như là họ đang tấn công vào một con robot mà có cái lượng độ bền bằng cái lượng độ bền của con robot đó cộng thêm cả là cái lượng độ bền khiên Aegis nữa. Và với cái lớp khiên mà được bổ sung là cái lớp khiên bên ngoài này, là cái lớp khiên mà sẽ không thể tái tạo được và sẽ biến mất khi bị phá hủy, thì ngoài cái lớp khiên đó ra mình vẫn còn một cái lớp khiên nữa đấy. Fujin vẫn có một cái lớp khiên dành riêng cho nó luôn, thì lớp khiên nó có thể là tái tạo liên tục được, và cái độ bền của lớp khiên đó sẽ bị ảnh hưởng khi mà cái lớp khiên bổ sung bị phá hủy. Nhưng mà bây giờ thì cái độ bền khiên bổ sung của mình nó đã lên đến rất là cao rồi anh em ạ, 900.000 rồi đấy, là một cái lượng độ bền mà có thể nói là trâu như titan luôn đấy, không đùa luôn anh em ạ, trâu như một con titan. Mà bây giờ mà team bạn mà không tiêu diệt được mình sớm thì một tí nữa nó thậm chí có thể tăng lên đến 1.000.000 độ bền luôn đấy đấy. Và với khi mà mình kích hoạt cái tàu mẹ Avalon thì do là mình có cái tháp pháo khiên vàng khiên T4 sẽ cung cấp cho mình một cái lượng độ bền là 140.000 độ bền. Do là mình có nội tại của Seeker thì cái tháp pháo đó nó sẽ được tăng thêm độ bền nữa, thì nó sẽ tăng lên là 140.000 độ bền khiên áp sát cho mình. Và khiên đó là khiên ớp sát, cho nên robot Fujin sẽ ưu tiên sử dụng khiên áp sát đó trước. Rồi khi mà cái khiên áp sát đó đã bị phá hủy thì nó mới sử dụng khiên diện rộng. Thì khiên của con Fujin nó sẽ là khiên giống như kiểu là của con Erebus hay là con Bulwark, chứ không phải là khiên áp sát như kiểu là Typhon hoặc là Maw đâu đấy. Cho nên là hoàn toàn có thể khắc chế được con Fujin này bằng cách là cận chiến với nó bằng những con robot cận chiến, ví dụ như là Senlao, Scorpion hoặc là Revenant, thì đó là những con có thể là dịch chuyển lại rồi chơi liền luôn, hoặc là những con nhanh chóng tiếp cận như là Ochokochi hay là Link, hay là những con robot có tốc độ nhanh tương tự như ví dụ như là Ultimate Phantom cũng được đấy. Rồi thì với cái con Fujin như thế này thì ở thời điểm hiện tại thì tàu mẹ anh em có thể có được ở trong cái khu cung ứng tàu mẹ ở clan ấy, thì anh em có thể mở cái tàu mẹ Thor, thì tàu mẹ Thor đó cũng có thể là phá hủy được cái không phải phá hủy mà là vô hiệu hóa cái khiên năng lượng của con Fujin này, thì cũng sẽ giúp cho anh em dễ dàng tiêu diệt những con robot có khiên năng lượng hơn đấy. Thì khi mà mình dính đầu Thor thì mình sẽ vô hiệu hóa cái khiên luôn, thì khi đó thì mình sẽ bị tấn công rất là dễ dàng ha. Đấy, đây mình vừa mới tiêu diệt xong con Dust luôn, bây giờ mình mới để ý ấy. Thì bởi vì là con Dust nó không phải là nó quá trâu, nhưng mà nó có rất là khó chịu ở chỗ là khi mà nó tàn hình thì nó cứ hồi máu liên tục và không thể nào mà anh em nhìn thấy được nó ấy. Cho nên là mình mới trang bị Seeker để mà mình vừa hỗ trợ tăng độ bền này, tăng độ bền khiên, cũng như là giúp cho con Fujin của mình an toàn hơn khi bị tấn công từ tầm xa, cũng như là nhìn được những con tàn hình như là Dust luôn. Thì nói chung thì khi Modul chưa trở lại thì Fujin tự nhiên lại bá trong cái thời gian này anh em ạ. Ấy nhưng mà mặc dù là mình nói bá như vậy thôi, nhưng mà nếu như bị hội đồng thì nó vẫn chết như thường thôi, bởi vì bị sốc đam thì con này nó không thể nào nó hồi máu liền được, mà phải chờ
trong khoảng 10 giây thì mình mới kích hoạt kỹ năng được một lần, ví dụ là như thế. Cho nên là hoàn toàn có thể bị Kinder tiêu diệt được, hoặc là những con có sức thương cao sốc đam ngay và luôn thì sẽ đi con này thôi. Nhưng mà với một cái lượng độ bền khiên là 1 triệu máu thì mình có thể tự tin là mình trụ được rất là lâu trước khi mà cái khiên bị phá hủy, bởi vì là trong lúc kẻ địch đang phá hủy khiên của mình thì mình hoàn toàn có thể là tiêu diệt cái địch đó bằng cái hỏa lực cực khủng đến từ hai khẩu Ultimate Hoster cũng như là Ultimate Dragoon, và kèm theo đó là liên tục tăng thêm độ bền khiên, cứ mỗi 10 giây mình sẽ tăng thêm 150.000 máu, ví dụ là như thế. Cho nên là nếu như không thể nào mà tiêu diệt triệt để được cái con Fuji này mà để nó tồn tại chỉ cần khoảng đâu đó 1 phút thôi là nó sẽ hồi lại lượng khiên cực kỳ trâu ha. Đó chính là cái điểm mạnh của con robot Ultimate này. Và trận đầu tiên thì tương đối ổn và đã kết thúc tại đây rồi. Mình sẽ chơi thêm một trận game này nữa trước khi kết thúc video này, và anh em cũng đừng quên để lại cảm nhận ở bên dưới cho mình biết là khi mà không có cái module như thế này thì con Fuji nó như thế nào ha, chứ mình thấy là nó thật sự bá luôn á, nhưng mà nếu như có module thì chắc nó không được bá như thế này đâu. Và dù sao ở đây cũng là một con robot đại diện của game từ trước đến giờ mà. Đấy, cho nên là cũng phải cái gì đó nó ra gì chút chứ. Rồi. Rồi, tiếp tục với trận thứ hai nha. Trận này thì map cũng tương đối rộng luôn. Thì để nói về cái map phù hợp để chơi con Fuji này á, thì những cái map rộng thì nó sẽ phù hợp hơn những cái map hẹp một tí, bởi vì là Fuji thì nó sẽ cần thời gian để nó chuẩn bị một cái lượng độ bền khiên đủ trâu trước khi nó thực hiện giao tranh ha. Đấy, bởi vì là khi mà vừa đầu trận vô á, thì Fuji nó sẽ có cái lượng khiên khá là mỏng thôi, và nếu như anh em nào mà nhanh mà tiêu diệt nó sớm thì sẽ rất là dễ dàng. Nhưng mà nếu như trong những cái trường hợp là map rộng hoặc anh em ít ưu tiên tiêu diệt con robot này thì chỉ cần sau khoảng 1 đến 2 phút thôi là nó đã trở nên vô cùng khó để tiêu diệt luôn, nếu như mà anh em không có xuyên khiên cũng như là những con robot có khả năng áp sát với sát thương đủ mạnh để sốc nó ngay và luôn thì vấn đề sẽ trở nên vô cùng là khó khăn để có thể là giải quyết con này ha. Rồi, thì nói chung thì là một con robot Ultimate và chơi ổn định ở tầm trung, không quá bá cũng không phải là quá yếu thì nó có thể là phù hợp để chơi ổn định được, nhưng mà cũng chưa chắc nữa. Bởi vì bây giờ thì với một người chơi mà đã có con Dust rồi ấy thì chỉ cần họ luyện tay một tí thôi là họ đã đủ, họ gánh team rồi anh em ạ. Thì với những con robot như thế này thì việc mà có thể chống lại được những con Dust nó sẽ rất là khó, bởi vì gần như là con Dust nó mạnh theo kiểu là nó phá game ấy, chứ nó không phải là nó mạnh như kiểu bình thường nữa. Vậy meta trong trò chơi này thì nó có cái định luật là như thế, cho nên là cũng chịu thôi chứ biết sao bây giờ. Và lý do mà mình săn Ultimate á là vì mình thấy Ultimate thì có thể là nó sẽ không bị giảm sức mạnh và chơi thì nó sẽ nhàn. Và nếu như mình săn meta thì có thể là nó sẽ mạnh đấy. Nó sẽ mạnh được trong khoảng là 1 đến 2 phiên bản trước khi nó ra sọt rác. Và với meta mỗi lần mỗi săn như vậy thì anh em biết được là cái cơ chế module mới rồi. Mỗi con robot thì chúng ta cũng phải là mở khóa hết module cho tụi nó. Đấy. Và nếu như vậy thì sẽ rất là bất lợi khi mà mình muốn làm một cái nội dung content gì mà nhiều con robot khác nhau. Bởi vì nếu như vậy thì chẳng lẽ là mình phải nâng mỗi con mỗi nâng thì rất là hao tài nguyên luôn. Và không biết thì cái cơ chế tính tài nguyên mới của nó có giống như là cái con mấy con drone như là chip không, hay là memorium gì đấy, thì những cái tài nguyên đó là hoàn toàn rất là khó để có thể có được, và đa số thì chúng ta chỉ có thể có được bằng cách là chúng ta nạp game mà thôi. Cho nên là nếu như cái đơn vị tiền tệ mới đó, và mình nghĩ là chắc chắn là khả năng rất cao á, là nó sẽ có được bằng cách là chúng ta nạp. Mà nếu như vậy thì mình sẽ hạn chế cái vấn đề tiêu phí cái lượng tài nguyên đó, và mình sẽ tập trung mình ưu tiên cho những con robot ví dụ như là chơi ổn định lâu dài, hoặc là Ultimate, hoặc là những con robot mình thích thôi. Còn lại thì mình sẽ không sử dụng cái lượng tài nguyên mới đó để mà mình mở cái module cho con đó ha. Nói chung là như vậy. Rồi, thì nói chung thì còn lại sẽ là phần gameplay của Fujin và bộ vũ khí Ultimate Hustle Dragoon khi không có module thì sẽ như thế nào. Anh em có thể là theo dõi đến hết video ha. Thì nội dung video của mình trong ngày hôm nay thì chỉ đơn giản là như thế thôi. Do là một lần ngẫu hứng mình xài thử con Fujin rồi mình thấy nó khá là ok, cho nên là mình cũng sẽ muốn chia sẻ nó cho anh em xem. Mình sẽ quay lại ha. Đấy, thì đây là cái trận mà mình chơi. Mình hy vọng là lúc mình đăng lên video thì nó sẽ chưa có trở lại cái module, nếu không thì nó hơi kỳ ha. Rồi ok.
thì còn lại sẽ là game like thôi. Anh em xem video vui vẻ. Còn còn lại thì mình sẽ kết thúc video và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video clip lần sau nha.